ngôi làng cổ hơn 700 năm tuổi. Với những nét kiến trúc vô cùng độc đáo. Có những cái nét kiến trúc chung phương Tây cũng có mà thuần Việt cũng có. Và những câu chuyện làng thú vị. Bác Đỗ Tiến, cái cột này là cột gì? Theo cháu thì đây là một cái cột điện đúng không ạ? Ngày xưa quê không có điện. Thì đây gọi là cột đèn. Các cụ làm từ những năm 40 của thế kỷ trước. Làng Cựu ở xã Vân Hòa, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, nằm ven con sông Nhuệ, làng Cựu vẫn mang dáng dấp của những ngôi làng ở đồng bằng Bắc Bộ xưa. Thế nhưng điểm thú vị của ngôi làng này còn ở kiến trúc của những ngôi nhà ở đây. Đây là một cái cổng tôi thấy khá ấn tượng ở làng Cựu. Cái cột này, phía phần trên thì là theo thức cột của châu Âu. Thế nhưng mà về phần dưới thì lại theo thức cột của Á Đông. Và kể cả hệ thống vòng cuốn cũng vậy. Vòng cuốn đây chúng ta có thể thấy hình ảnh này khá quen thuộc đối với cả các cái lâu đài hoặc các cái nhà cổ ở châu Âu. Nhưng ở phía trên đỉnh của vòng cuốn thì lại là một cái cuốn thư rất là Á Đông. Không chỉ ở trên đường làng, những ngõ nhỏ sâu hun hút cũng tọa lạc những ngôi nhà mang kiến trúc pha trộn giữa phương Tây và Á Đông. Thế nhưng, việc tìm ra một ngôi nhà mang kiến trúc thuần Việt ở đây cũng không quá khó khăn. Bác ơi, nhà bác ở đây đã mấy đời rồi ạ? Cái ngôi nhà là đến bây giờ hơn 100 năm, xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 20. Và bác là thế hệ thứ tư. Nhà bác thì thuộc một trong số những cái nhà mang kiến trúc thuần Việt. Thiết kế và chạm trổ của ngôi nhà Bắc Tứ cũng cho thấy đây là một ngôi nhà thuần Việt đậm chất đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, cổng vào nhà Bắc Tứ vẫn không bỏ qua trào lưu chung của làng Cựu khi xưa. Cột hoa kia nó có những cái nét của nó mang kiến trúc phương Tây giống Khải Hàn Môn. Ở bên ngoài thì có những cái nét kiến trúc chung phương Tây cũng có mà thuần Việt cũng có. Hẳn là bạn sẽ có thắc mắc giống tôi, đó là liệu ở làng Cựu có ngôi nhà nào mang đậm nét phương Tây hơn những ngôi nhà vừa rồi không? Tất nhiên là có, bác Tứ khẳng định như vậy. Những ngôi nhà ấy nằm ở một con ngõ khác, có ban công và những mái che kiểu phương Tây. Cái cầu này độc đáo quá bác nhỉ? Nối giữa hai nhà đúng không ạ? Một bên là kiến trúc phương Tây. Vâng. Một bên các cụ vẫn làm kiến trúc cổ ba gian nhà thờ. Vâng, ở bên tay trái. Bên tay trái. Vâng. Ngôi nhà đã tồn tại gần 100 năm. Con cháu của gia chủ nay đã chuyển lên thành phố hoặc đã ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, dường như họ không có ý định thuê lại ngôi nhà mà vẫn giữ nguyên các thiết kế đặc sắc của cha ông. Ở đây, cái phong cách kiến trúc thì vẫn pha trộn giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Việt Nam. Ví dụ như là những cái thức cột thì cho thấy là vẫn là cái thức cột của châu Âu này. Những cái phần mi cửa này, kể cả cái hệ thống cửa chớp này cũng rất là giống cái cửa trong kính ngoài chớp ở Hà Nội. Cái bức phù điêu và mái chảy có cái rèm lá đề, cái đó là mang kiến trúc của Việt. Vào những năm đầu của thế kỷ trước, người làng Cựu vốn có nghề may, họ lên Hà Nội mở tiệm và làm ăn khá phát đạt. Thời điểm ấy, ở Hà Nội đã có khá nhiều ngôi nhà mang kiến trúc phương Tây. Người làng Cựu học hỏi những thiết kế ấy, họ trở về làng, xây những ngôi nhà mang kiến trúc pha trộn giữa phương Tây và Việt Nam, tạo nên một đặc điểm kiến trúc độc đáo chỉ ngôi làng này mới có. Rất là thú vị vì là cái kiến trúc ấy thì nó cũng có một sự pha trộn giữa kiến trúc phương Tây và kiến trúc của Việt Nam. Thì đến con đường cũng như vậy, một con đường cháu thấy là hỗn hợp giữa cả là một nửa là đá xanh, còn một nửa là gạch đỏ. Vào những cái năm đầu của thế kỷ 20, thì đường làng nầy nổi, đến mùa nước được ngập mênh mông. Thời kỳ đó các cụ mới cùng với dân làng bàn bạc là mua đá xanh về để nát đường làng. Điều này là khiến cho cháu nghĩ tới những cái ngôi làng cổ ở châu Âu thì họ cũng rất hay dùng đá xanh để làm đường. Và ngày nay thời kỳ vàng son của làng Cựu đã qua, nhưng đâu đó ta vẫn cảm nhận được cái linh hồn nhộn nhịp phú quý của một ngôi làng từng giàu sang bậc nhất Hà Thành này.
thì làng người cũ đi đâu, nay tôi phải hỏi sao lâu không về. Hay thì là người đợi trên đê, tôi băng qua ruộng cỏ đi theo cùng. Ôi làng ngày tháng trôi sông, ven đê lại nở những bông hoa vàng. Ôi tờ lịch mới sang ngang, dập dềnh giá dâng. Giờ giang giữa